Tối hôm nay thì Nghĩa với Năng đang đi bắt cua mọi người, nên mình sẽ tối nay thì Nghĩa sẽ đi với Năng hết nguyên cái bãi biển dọc lên trên đó để mình coi có cua hay không. Nhưng mà bây giờ trời nó còn khá là sáng á, nên mình chưa có thấy được đâu. Bây giờ đợi trời tối xíu á, mình gọi đèn mới thấy. Bây giờ cũng khoảng 8 giờ đó, nhưng mà trời nó còn khá là sáng. Con cua bự lắm nè mọi người ơi. Đây là Năng. Đây là Năng, bự lắm anh Năng ơi. Nó chạy nha, coi chừng nó chạy nha. Đây nè, bên đây nè. Có mọi người thấy không? Nó giờ hải cạn rồi nè. Đó 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 nè, đây nè Năng. Đó đó. Đâu? Đây nè, đây nè, đây. Cái đèn qua nè, có thấy không? Đó đó đó. Khá là bự luôn mọi người. Khá là bự. Cái này hôm nay mà nước nó trong á, chỉ đi lấy cái đèn kia gọi đã lắm. Con cua rồi mọi người. Cái đố nó bự. Quay này thì mọi người thấy. Đó. Ảnh kìa. Cua cái hay cua đực? Cua cái hay cua trống? Cái này. Hồi nãy thì có mấy con cua, cua có trứng rồi, trứng thì mình không được bắt nha. Trứng nó bự lắm luôn á, nó bự lắm, nhưng mà cua cái thì mình cua có trứng thì mình phải thả chứ mình không được bắt. Ừ, châm đầu cho rõ. Dương đâu kích tay mọi người, cua bự ghê luôn á. Bá nấy. Con này nước trâu rồi. Cua khác hả? Cái gì? Con này bông, con kia này không có bông, con này bông. Mới đâm, mới đâm lượng cá nè mọi người. Ủa bự gì? Ủa để vậy nãy sống con nãy hả? Ừ. Sống con cá luôn. Cầm anh cầm cái chế em ơi. Em gọi cái đèn lên. Cái chỗ này tại cá con nó nhiều quá. Nên nó vô nó ăn đó mọi người. Con cá này bự đó nha. Ôi trời trời ơi, con táp không ngồi. Còn khớp luôn cái nữa. Một em. Một em. Đi kiếm, đi kiếm lại, đi kiếm lại. Con đó hồi nãy nó không có bông. Ôi kìa. Con cá đuối nè mọi người. Nó không có bự lắm nha. Nó vô nó tìm cá con nó ăn á. Con này chắc mình bắt tay đó, được bắt được luôn á. Để cho nó đi. Vớt vớt cá bù lịch bự quá trời bự luôn nè. Nó nhiều lắm, ở trong đây nó bơi rồi. Hôm nay không có được nhiều cua lắm, nhưng mà có cá. Ừ. Cua nè, đây là có trứng nè mọi người. Không nha bà con. Không có cá, trả lại mình lại với trả lại với biển nha con, nít lai, nít lắc. Đi vô không đẻ. Thấy chuyện con cua đi đâu con. Hả? Con hồi nãy quá. Cua trứng hả? Cua cái trứng không người ta. Đây là bự nè. Mọi người coi nó nè. Trứng nó bự nhiều lắm nè con. Con này. Đó, trứng đó. Cái đó là trứng của nó nè. Đúng không? Mấy con này thì mình không có được cái thả nha. Con nãy là bắt 4-5 con. Thì thấy năm cái con. Con này là con súp tàu bự luôn á. Nhẹ nhàng thôi thấy không. Cái vợt ngon bộ. Cũng bị hôm nay thất thu. Được có đúng không? Gần 20 con với con cá. Bây giờ chắc tôi nghĩ đi về. Cua con này rất là bự luôn. Cua đực nhưng mà nó cũng có gặp nha mọi người. Còn nó còn phải sống đó. Đó. Ừ. Cua đực mọi người có thấy gạch không nè. Trong này gạch nhiều lắm. Quá đã luôn. Nó vàng vậy là chín rồi đó. Mình pha thêm cái hũ gạch cua này nữa. Rất là ngon luôn á. Cái cua này á, mình làm cái sốt này nhiều á mọi người thì nó ngon hơn.
nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Mời mọi người nha. Cái sốt nó ngon ghê luôn á. Vâng. Mà cái cua nó chắc nữa. Ngon quá. Cái thịt cua nó chắc ghê luôn á. Cua đực á mọi người. Nhưng cái thịt cua nó chắc lắm. Cái sốt xào với bơ tỏi á, mình ăn với cơm mà rất là ngon luôn á. Thì Nghĩa chỉ muốn chia sẻ mọi người cái video là Nghĩa xào cái bơ tỏi này nó ăn như thế nào thôi. Nếu mọi người có bắt được á thì mọi người cứ làm thử ăn như thế nào. Thì Nghĩa xin hẹn mọi người vào video lần sau. Thank you, bye bye.